mạch điện với tụ điện. Tụ điện có thể hoạt động theo mạch song song, nối tiếp vào mạch nhóm hay còn gọi là mạch hỗn hợp. Mạch song song. Một mạch song song sẽ gồm nhiều tụ điện như hình 1 và có tác dụng như việc gia tăng bề mặt các bản cực. Do vậy, ta sẽ thu được điện dung toàn phần C là tổng điện dung của các tụ điện riêng lẻ. Mạch song song có tính chất như sau. Điện áp trên các tụ điện sẽ bằng nhau, từng dòng nạp chạy vào từng tụ điện và nạp điện cho nó. Điện thức toàn phần O là tổng các thành phần điện tích. Điện dung toàn phần sẽ bằng với tổng điện dung từng phần. Mạch nối tiếp. Mạch nối tiếp các tụ điện như hình 2 có tác dụng như việc gia tăng khoảng cách của các bản cực tụ điện và làm cho điện dung nhỏ đi. Mạch nối tiếp có hiệu lực như sau. Trên mỗi tụ điện riêng lẻ, ta có từng phần điện áp, chúng tỷ lệ nghịch với điện dung, dòng điện nạp cho các tụ như nhau, điện tích quy nạp trên bản cực của các tụ điện bằng nhau, điện dung toàn phần sẽ nhỏ hơn điện dung nhỏ nhất của các tụ điện riêng lẻ. Độ bền điện áp của toàn mạch nối tiếp sẽ cao hơn độ bền điện áp của từng tụ điện. Sau đây là công thức mạch nối tiếp của hai tụ điện. Những đại lượng quan trọng của tụ điện là điện dung và điện áp thiết kế, không được vượt qua điện áp thiết kế, nếu không điện môi sẽ bị đánh thủng. Trong trường hợp điện dung không bằng nhau được nối tiếp, từng tụ điện có điện áp riêng lẻ khác nhau. Ở tụ điện có điện dung nhỏ hơn, ta có điện áp lớn hơn.